Bắt đầu. Dạ vâng, và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng một Bạn nhân viên YouTuber. vị khách rất đặc biệt của nhà kênh Thông Đâm, đó là anh Đinh Yvette. Anh là một người hoạt động về phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao rất là đặc biệt. Hôm nay thì được nói chuyện với anh Yvette, thì sau đây xin mời quý vị sẽ cùng một thưởng thức một cái giọng ca và một cái lời giới thiệu Bạn rất đặc biệt về tuân theo cái người rượu say bắt đầu từ từ bình đắc tĩnh. của người Tây Nguyên ở làng Mèo, xã Đắc Pa Linh, huyện Công Chrò. Bắt đầu hết chưa? Mình mà còn nợ còn play Rio thì ở phòng công cho phân cũng ở đây mà cho mà lại ý phụ Nam đúng không? Mà riêng Đắc Linh á là để đặt toa. Còn riêng con Giang ấy để xì kê à, còn phe bà nô nay các xã khác thì không dám nói đấy à, thì khi chăng pran xa xong trong chiên thì dứt bốn tọ xa khu vực con chữ đò thì thôi, nhưng mà riêng mày và ta vừa văn hóa đặc toát của Đắk Linh ấy, đặc toát người ta một vấn đề là vùng sâu vùng xa, mà đặc toát là vùng có cái từ nghèo vùng thoải mái. Người ta ở trên đấy á, người ta chỉ có uống và thưởng thức chuột rừng, sóc rừng, mà người ta hát mời phụ nữ, mời ông già là chứng tỏ một cái sự xứ sở Tây Nguyên, một mênh mông bát ngát về rừng núi. Sức mạnh của người Ba Na là vậy. Thiên nhiên ban tặng, Tây Nguyên ban tặng. Tôi nói thiệt, nếu mà anh em không tin về Đắk Toát, Đắk Linh, đó là văn hóa thật. Hết. Chấm. Tôi xin mượn một bài hát nha của Đắk Toát. Rõ nắng mẹ con thơ mẹ đã tơ tơ rầm nắng viên lăng bột cúc rừng cơ cơn vật Quá. vật 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 Hay quá. xem chú chưa phải đau xem cháu bị bỏ rõ trọn dân phàng tốt và nâng lưng giang ô mẹ mày ơi chứ à, tao đang tự ô mẹ ơi nghĩ cũng bầm cho ai cái toạc nghĩ cũng bầm toạc lên ô e tìa e